Ô tô Cũ Đoàn Nghị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 2.0, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A06692. Hiện tại chiếc Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe gia đình sử dụng, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Innova bản G, bản đủ tư nhân chính chủ, mở biển Hà Nội, trang bị la răng đúc 4 bánh các bác này. Đấy, trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Hệ thống nội thất của xe, nội thất rất là tươi các bác này. Đấy, nội thất tươi rồi rồi các bác nhá. Màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ rồi. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ mở biển Hà Nội luôn. Phần táp ly của cánh cửa. Đấy, các bác xem táp ly cánh cửa của đằng trước và bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly rất là đẹp luôn. Vâng, tất cả những keo chỉ của xe. Đấy, zin nguyên bản luôn các bác nhá. Hệ thống khung cánh cửa các bác này, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Ốc ác bản nề cánh cửa. Đấy, ổ ngậm khóa các bác này. Nội thất thì rất là tươi các bác nhá. Một mẫu xe Innova bản G, thương hiệu của Nhật Bản, phiên bản số sàn, động cơ 2.0. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 9 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá, mà chở được 8 người luôn. Đấy, một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng gối đá, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, không đến được trực tiếp bãi xe của em xem xe, test xe tại bãi, cứ alo trực tiếp cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ đánh xe, ship xe đến tận nhà cho các bác xem xe, tham khảo tại nhà các bác nhé. Hệ thống táp ly cánh cửa đây, của đằng sau bên phụ các bác nhé. Đấy, táp ly khá là đẹp luôn, vẫn còn gai sần. Ốc ác bản này cánh cửa này, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Tất cả hệ thống cột kèo của xe nguyên đai nguyên kiện luôn. Trần của nó đã được độ lên trần 3D chống nóng này. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhá. Đấy, ba dàn điều hòa. Vâng, điều hòa Z-Zone luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 bản G, bản đủ các bác nhá. Bản G của dòng Toyota Innova số sàn, nó là bản đủ của số sàn các bác nhá. Tất cả hệ thống cua lốp này, đấy, không hề có hiện tượng mục mọt luôn các bác nhá. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, bên em có bao rút hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá mang thương hiệu của Nhật Bản này, cứ nhấc máy lên alo cho em. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế các bác nhá, không hề vặt luôn. Đấy, tất cả những cái đinh tán răng giật này, đấy, nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, phần máng nước các bác này, đèn đóm này. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đây các bác xem những cái ốc ác của, ốc ác lắp cốp này, chưa hề tháo rỡ luôn. Đấy, trần 3D chống nóng rồi, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, tất cả đinh tán này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết này. Hệ thống hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy, hàng ghế thứ ba các bác nhá, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Tất cả những cái ốp nhựa này, đấy, rất là đẹp luôn. Xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Anh em mà đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại này. Đấy, gấp lại và treo lên thì làm khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, gấp hàng ghế thứ ba lại mà treo lên thì khoang đựng đồ của nó thì rất là rộng rãi, chở được cả lửa siêu thị luôn. Sau đây và phần gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của nó các bác nhá. Gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Đấy, hệ thống của lốp số cua này. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Vâng, máy số ngon. Đấy,
hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, keo chỉ của lắp cốp, keo chỉ zin luôn các bác nhá. Đấy, zin đều tắp tắp luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, đăng ký 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá thương hiệu của Nhật Bản. Hệ thống quả lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, các bác xem lốp dép thì khá là dày dặn luôn, la răng đúc 4 bánh rồi. Tay lắm mở cửa thì đã được Opilock mạ chrome. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, các bác xem táp ly của xe này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, còn gai sần rất là đẹp các bác nhá. Hệ thống khung cánh cửa, keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ của nó, keo chỉ zin đều tắp tắp luôn. Bệ bậc lên xuống nè. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Cột kèo và đinh tán của xe zin nguyên bản luôn các bác này. Đấy, mối hàn chập điện vẫn còn nguyên zin các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G, số sàn, động cơ 2.0. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, các bác xem này, cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Phần táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, táp ly này. Đấy, các bác xem bốn cánh cửa zin luôn. Đấy, bốn cánh zin, đầu đít zin. Vâng, cột kèo thì cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn luôn. Một mẫu xe tư nhân chính chủ mà lại còn biển Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này, mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Tất cả những cái ốc áp bản nề cánh cửa chưa hề động đến Kalem Led, tem mác theo nhà máy sản xuất, vẫn còn nguyên bản tao xe. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về làm dịch vụ thì nhanh thu hồi vốn các bác nhé. Đấy, rất là nhanh thu hồi vốn luôn. Giá tiền thì chỉ với 248 triệu đồng thôi. 248 triệu đồng bên em có bao hồ sơ. Đấy, và có hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn. Ship đến tận nhà, tận giường các bác, xem xe, test xe tại nhà các bác luôn các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng của xe là bô lăng 4 chấu đây. Tất cả những cái kẽ bô lăng này rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, sau đây em sẽ lổ máy lên này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, hệ thống xi nhan báo rẽ này hoạt động rất là trơn tru. Đấy, một mẫu xe bản G xịn sò luôn, xe tư nhân gia đình sử dụng, âm thanh thì rất là hay các bác nhá. Đấy, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội luôn. Đấy, màn hình camera lùi các bác này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Hệ thống quạt số đây, phanh tay các bác nhá, bệ tì tay này. Đấy, đây có cả hộp đựng kính các bác này. Đấy, chắn nắng này, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Hệ thống gương chiếu hậu này. Đó, cổng sạc điện thoại, tàu hút thuốc lá đầy đủ các bác nhá. Quả số thì còn rất là đẹp luôn. Phần kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, phần gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đấy, gương chỉnh điện các bác này. Đó, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời. Đấy, Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định các bác nhá. Đấy, không hay ổng vặt luôn. Giá tiền thì chỉ với 248 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ, cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác, ship đến tận nhà, tận giường cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá này, cứ alo cho em. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo nhé.
Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008. Một mẫu xe số sàn bản đủ dòng Toyota Toyota Innova số sàn các bác nhé. Sản xuất 2008 mà giá tiền chỉ với 248 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, khi nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10 đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đấy, hệ thống cụm chi ABS này chống trơn chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Đấy, máy nổ giòn tan luôn. Đấy, máy móc thì không hề có hiện tượng gì dầu này. Đấy, 4 máy động cơ 2.0 rất là khỏe khoắn luôn, treo đèo lội suối ok luôn đó nhé. Đấy, dòng Toyota thì rất là ổn định luôn, máy móc thì chạy rất là lành, không hay hỏng vặt mà giá lại còn rẻ đó nhé. Đấy, chỉ với 248 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Đấy, các bác mua về làm kinh doanh dịch vụ này hoặc là chạy gia đình, đấy, công trình công trường cũng được các bác nhé. Đấy, mà giá tiền chỉ với hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, máy móc rất là êm luôn, tiếng máy lổ rất là thì thầm. Đấy, tất cả này nguyên đai nguyên kiện theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đinh cán răng giật, răng của nó thì không hề có một chút bột bả đâu các bác này. Đấy, không hề có một chút bột bả đâu các bác nhá. Máy móc vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cabo các bác nhá. Đấy, cabo này, cabo của nó cabo nguyên bản này. Đấy, cabo nhãn hiệu của Toyota nguyên bản các bác nhá. Đấy, cabo zin luôn. Các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móc méo các bác này. À, không hề móc méo các nhá. Tem mác cho nó sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn. À, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá thương hiệu Nhật Bản. Đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn, động cơ của nó 2.0. Xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, không quan đục các bác nhá. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn động cơ 2.0 hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hay cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.